Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video mới nhất trên kênh của Hà Huynh Vlog. Thì buổi chiều hôm nay là thứ tư, ngày 6 tháng 11, em cũng đang có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật những cái thông tin gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan và chị Nê được biết nha. Thì mới đây là chị Hồng Loan cũng có là chia sẻ một cái bài viết là cách đây là 20 phút nói về chị Ba Bình Tinh và chị Ni nha cô chú. Dạ, cái bài viết đây cô chú anh chị, thì em cũng xin phép là được đọc luôn nha cô chú. Thương chị Ba lắm, suốt ngày nghĩ tới chăm sóc cho gia đình và các chị em. Chị ơi, em không biết đâu nha, bé Ni xót cho chị lắm rồi đó. Bé Ni nói rồi, bé Ni không nhận quà của chị nữa đó. Chị muốn chị Ba chăm sóc bản thân và gia đình nhiều vô. Với xảy ra bao nhiêu chuyện, chị Ba luôn là người bị oan ức. Đó cô chú, thì vừa rồi là cái bài viết ngắn của chị Hồng Loan là cũng chia sẻ là cách đây là 20 phút. Thì phía dưới là cũng có cái comment của chị Ni nha cô chú anh chị. Dạ, đây là cái comment của chị Ni. Thì em cũng xin phép là được đọc luôn nha cô chú. Nói gì nói, mày phải thương tin và biết ơn những gì nó đã đối xử với mày. Bum và Mỹ không được nghe ai chia rẽ. Chuyện vé máy bay nó đã chịu nhiều oan ức. Nói chung tội nó. Phía dưới là cái comment của chị Loan nha cô chú. Dạ, em biết mà chị, em luôn hiểu và thương chị Ba, oan ức không biết giải bày. Đó, đó là vừa rồi là cái comment của chị Hồng Loan và chị Ni nha cô chú anh chị. Thì quay trở lại cái câu chuyện mà cái tem yêu thương mà đến cô chú, phải nói đến cái thời điểm hiện tại bây giờ là từ khi mà cái ngày chị Ni á là bị bắt tại sân bay Mã Lai là cái ngày 14 tháng 8 đó, thì phải nói rằng cái tem yêu thương mà đến mà cứ nói á là tôi đến với chị Hồng Loan, tôi đến với em gái của tôi là một người anh tư đồ này kia các kiểu. Nhưng thực tế mà nói cô chú anh chị, đó hiện tại bây giờ người anh tư này cũng đã là chính thức là quay xe đứng về bên phía là cái cặp Lê Lê á. Thì cái thông tin ở đâu mà ra cô chú anh chị? Đó, mấy ngày hôm nay thì chị Hồng Ni cũng lên những cái live stream cũng chia sẻ nói về cái vấn đề mà cái thông tin bên chuyến bay á, thì cũng đã là tiết lộ đó. Nhưng mà sự thật hiện tại bây giờ thì rất là ngỡ ngàng luôn. Đó, phải nói rằng cô chú anh chị, cố nghệ sĩ rất là linh thiêng. Ai mà đến với con gái của cố nghệ sĩ mà có những cái ý đồ mà xấu đó thì cũng được cố nghệ sĩ là dạt ra một bên nha cô chú. Thì đến cái thời điểm hiện tại bây giờ là người anh tư, em nói thẳng luôn cô chú anh chị, người anh tư này cũng đã là lộ diện rồi, là người đứng sau với lại là anh hai và chị Lê Lê là trong cái câu chuyện này nha cô chú anh chị. Đó, vậy mà anh tư này cứ nói rằng là tôi sẽ rời đi trong im lặng. Ủa, anh rời đi trong im lặng thì đúng rồi, chứ cái lúc mà anh chưa rời đi á thì anh làm những cái chuyện mà rất là động trời luôn. Đó, người anh tư này á đến với chị Hồng Loan cứ nói rằng là đến là để giúp chị Hồng Loan, nhưng mà thực tế mà nói có giúp được gì chưa. Trong gần 2 năm vừa qua cô chú anh chị, đó cái drama của nhà chị Hồng Loan, thì người anh tư này đến với chị Hồng Loan là toàn là lợi dụng thôi. Mở những cái shop này, những cái shop quận kia, quận nọ. Đó, mình không làm được gì, rồi đứng ở trên sân khấu lớn hát cùng với các cô chú anh chị nghệ sĩ rất là nổi tiếng luôn. Mà nghĩ sao, anh đi làm vậy với chị Loan và chị Hồng Ni thì em thấy rằng cô chú thật tình mà nói là cái người này rất là nham hiểm nha cô chú anh chị. Đó, thì chơi với người nào thì nó cũng y như nhau vậy à cô chú anh chị. Thì cái người anh tư này á là cái hồi đầu tiên bước đến với chị Hồng Loan á là cũng được là người anh hai kia là giới thiệu, rồi đem cái cây live stream đến á, là đến ở trước nhà chị Hồng Loan nói rằng là tôi thấy con bé mớm Hồng Loan đó, tôi rất là yêu thương nó, tại vì là bị bên phía mẹ con của cô xấu ăn hiếp rồi đòi đồng sở hữu đó. Nhưng mà thật sự mà nói cái miệng thì nói ra như vậy, nhưng mà cái tâm là có những cái ý đồ không tốt. Thì đến cái thời điểm hiện tại bây giờ cũng đã là lộ hết rồi, nhưng mà sắp tới đây là chị Hồng Ni sẽ làm cho nó ra ngô ra khôi luôn. Những ai mà cố tình hãm hại chị Hồng Ni tại cái ngày 14 tháng 8 tại sân bay Mã Lai thì chị Ni sẽ đòi lại cái công bằng nha cô chú. Chị Ni vào ở trong đó ở một ngày hay hai ngày thì không sao, nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ nè, những cái thành phần nào mà cái đợt đó
hãm hại chị Hồng Ly là sẽ trả giá hết nha cô chú, chứ không có thể nào mà cứ nói hiện tại bây giờ tôi rời cái tem yêu thương mà đến là sẽ được yên ổn. Không phải như vậy đâu nha cô chú anh chị. Đó, tại sao từ cái ngày 14 tháng 8 đến nay á, là cũng 2 tháng rồi, chị Ni về Việt Nam cũng rất là lâu nhưng chị Ni không lên tiếng. Tại vì chị Ni á, là âm thầm đỡ là tìm những cái bằng chứng, những cái chứng cứ. Thì một khi á, mà nó đã là rõ sự thật 100% rồi thì chị Ni cũng đã là chính thức là lên tiếng, là cạch mặt rồi nha cô chú chị. Đó, chứ không có thể nào mà đỡ cái những cái thành phần này á, là nó cứ lên tiếng làm như nó tốt lắm cô chú anh chị. Đó, như cái người anh Tư này lúc trước á, phải thật sự mà nói cô chú, mấy cái anh em trong cái nhóm tụi em á, là lên tiếng cạch mặt người anh Tư này. Đó là cũng bị cộng đồng mạng, những ai mà yêu thương tem mà đến á, là cũng lên tiếng chửi rồi hủy đăng ký mấy anh em tụi em rất là nhiều. Nhưng tụi em đến với chị Hồng Loan là đến bằng cả cái tấm lòng. Tụi em á, là xuyên suốt lên những cái video là đỡ cạch mặt, thì đến cái giây phút này cũng đã là lộ diện hết rồi. Đó, không có thể nào mà chối cãi được nữa nha cô chú anh chị. Đó, em cũng mong rằng á, là chị Ni cũng sẽ là làm thẳng tay. Tại vì sao? Tại vì á, những cái thành phần đó nó muốn loại bỏ chị Ni ra khỏi cuộc chơi này. Đó, nó muốn rằng á, là cái lúc đó là nó một mình nó là độc chiếm chị Hồng Loan. Nó muốn á, là dẫn dắt chị Hồng Loan là đi đâu là chị Hồng Loan phải đi đó. Cho nên á, là nó phải là loại bỏ chị Hồng Ni. Đó, cho đến thời điểm hiện tại bây giờ thì cũng được là cố nghệ sĩ Linh Thiên, đó rất là Linh Thiên luôn, cũng phù hộ cho chị Hồng Ni và con gái của cố nghệ sĩ thì cũng được là bình an đến cái ngày hôm nay nha cô chú anh chị, là ngày 6 tháng 11 rồi. Thì những cái nhân vật nào á, mà những cái ý đồ hãm hại con gái của cố nghệ sĩ với lại là chị Hồng Ni là sẽ sắp tới là sẽ trả giá hết nha cô chú, chứ không có thể nào mà im lặng được nữa. Tại vì á, những cái đối tượng đó, những cái thành phần đó nó dồn chị Hồng Ni vào cái con đường cùng ở bên Mã Lai luôn, đỡ cho chị Ni bị bế nè, rồi bị nhốt chung với những tử tù rồi này kia mà cô chú anh chị. Đó, chị Ni phải nói rằng một người phụ nữ rất là bản lĩnh luôn á cô chú. Đó, còn cái người anh này được gì, cứ lúc đầu tiên á là đến sẽ không bao giờ mà phụ bạc với chị Hồng Loan. Rồi, anh phụ bạc dữ chưa, hay là đến thời điểm hiện tại bây giờ là lộ hiên nghiêng hình anh là một người trùm cuối đứng sau cái câu chuyện mà chị Hồng Ni bị bắt tại sân bay Mã Lai. Đó, phải nói rằng rất là bức xúc luôn cô chú anh chị. Con người này thật sự là nham hiểm luôn cô chú. Đó, cứ cái miệng thì nói ra là tốt, nhưng mà cái tâm thì rất là nham hiểm luôn. Đó, nham hiểm ghê không cô chú anh chị. Thì chơi với thể loại nào nó ra thể loại đó thôi cô chú. Đó, thì buổi chiều hôm nay em cũng chia sẻ cái video này để gửi đến cho bà con cô chú anh chị yêu thương chị Hồng Loan và chị Ni được biết. Dạ, giờ em xin phép là chào cô chú nha.